Dạ tại mai thi đó thầy. Hả? Mai thi. Mai thi chứ mai mốt không học hôm nay, mai mốt rớt hôm nay. Trời ơi. Rớt môi đầu vậy. Trời ơi, thầy nói nghe đau lòng quá. Bây à, giờ chúng ta vào cái phần quan trọng của nhiều tí đó là cơ chế tác động của thuốc, các chị. Bữa trước chúng ta đã học về cái phần dược động học rồi. Dạ. Thì cái đối với phần cơ chế tác động của thuốc này đó, thì các chị cần tối thiểu đó là đã học qua một ít về hoa dược. Chị đã học hoa dược chưa? Dạ rồi. Dạ chị một cái. Sinh lý. Dạ rồi. Để phần bữa trước chúng ta học đó về mặt dược đồng hợp, thì chúng ta thấy dược đồng hợp nó gồm bốn cái pha là hấp thu, phân phối, chuyển hóa, tiêu trừ. Như vậy trên bốn pha này, thuốc sau khi vào trong cơ thể nó sẽ đi vào trong cái hệ tuần hoàn chung. Nồng độ thuốc trong cái hệ tuần hoàn chung nó chưa phản ánh được cái gì cả. Nồng độ thuốc trong hệ tuần hoàn chung chúng ta phải phản ánh được cái sinh thái dược mà thôi. Như vậy nếu nó muốn điều trị đó thì nó phải đến được cái mục đích. Và nồng độ thuốc nó tài mục đích, nó đạt cái nồng độ trị liệu thì lúc đó nó thể hiện được cái tác động điều trị. Chúng ta thấy mục đích có rất là nhiều mục đích này, chẳng hạn như trong dịch não thủy trong não, chẳng hạn nó vô được não, vô được trong dịch não thủy rất là khó cho rộng não chẳng hạn. Cho nên những cái trường hợp viêm mạch não rồi đó, ta trên não chúng ta rất khó điều trị vì nồng độ thuốc không đủ. Hoặc là nồng độ thuốc ở các cái mô khác thì đó là về cái dược trường học. Bây giờ về mặt dược lý á, tức là về mặt dược lực á, thì chúng ta khi thuốc nó đi đến tác động và nó thể hiện tác động dược lý, thì từ tác động dược lý này cái gì nhớ á, chúng ta phân biệt ba cái này rất rõ. Thứ nhất là cơ chế tác động, thứ hai là tác động dược lý, và cái thứ ba là chỉ định lâm sàng. Chúng ta cơ chế tác động thì thường chỉ có một cơ chế tác động mà thôi, từ cơ chế đó nó có rất là nhiều tác động trên nhiều một cái đáp ứng khác nhau, bởi vì mỗi cơ quan nó có nhiều có việc sắp tới chẳng hạn. Chẳng hạn như nó cơ chế tác động của nó là dạng anh pha một, nhưng mà anh pha một nó có thể trên bàng quang, trên cơ trơn đủ thứ hết, cho nên cái tác động của nó là rất là nhiều tác động. Chẳng hạn như giãn cơ trơn mạch máu, giãn cơ trơn bàng quang và cơ trơn tuyến tiền liệt. Rồi qua di định, chẳng hạn di định là điều trị tăng huyết áp, rồi đến điều trị các cái triệu chứng kích thích trong tiền đại tuyến tiền liệt chẳng hạn. Cho nên khi hỏi câu hỏi đó, các chị hay trả lời nhầm đó, mà cơ chế tác động của nó là gì, các chị trả lời đó là một dạng cơ chế mà qua nên chúng ta phân biệt cái cơ chế tác động và chỉ định. Và từ đó thì chúng ta thấy khi chúng ta sử dụng một thuốc thì nó do cái tác động của nó thì nó sẽ cho các ứng trên lâm sàng và cái hiệu quả thì đều. Nhưng bên cạnh đó, nếu mà nồng độ thuốc vượt quá mức cho phép, chúng ta đã học rồi cái khoản điều trị rồi, nếu nó nằm trên đường điều trị thì nó sẽ dẫn đến cái độ đến hoặc là tác dụng phụ. Thì nguyên cái phần này chúng ta gọi là dược lực học, dược lực học, còn cái này là dược động học. Như vậy gồm của hai phần này là thì chúng ta có cái môn là dược lý. Như vậy thì bắt đầu từ đây về sau, đi vào bất kỳ nhóm thuốc nào chúng ta cũng sẽ nói về sơ qua cái pháp tu bằng cô chuyển hóa tài trừ. Và sau đó chúng ta nói chính về cơ chế tác động và tác động dược lý cũng như là chỉ định lâm sàng của nó. Bây giờ chúng ta giới thiệu ở đây là những cái nguyên lý cơ bản về cái cơ chế tác động của thuốc ở mức độ của tử. Như vậy thuốc khi mà vào trong cơ thể thì nó tác động theo kiểu nào, và chúng ta giải thích của nó trên cơ sở phân tử các chị, cho chúng ta trên cơ sở tế bào và trên cơ sở mô. Giờ đến tác động của thuốc, thì đến tác động của thuốc nó có bốn cái đích sao. Thứ nhất là receptor, thứ hai là kênh ion, thứ ba là enzyme và thứ tư là chất cực tiểu. Đây là bốn đích tác động chính của thuốc trong cơ thể. Và đôi khi bốn đích này ta gọi chung một cái từ là receptor, nhưng thực ra cái từ receptor nó hoàn toàn khác hẳn. Nên chúng ta phân biệt đôi khi chúng ta có nói receptor ở đâu thì receptor, nhưng không phải cũng khác nhau hết. Bây giờ tất cả bốn cái đích này, receptor, kinion, enzyme hay là chất vận chuyển, tất cả cái này đều có chung một bản chất là protein. Đó, nó là một cái protein, và những protein này nó có chức năng điều hòa đáp ứng của cái hệ sinh lý trong cơ thể. Như vậy chúng ta dùng một thuốc,
một là chúng ta điều chỉnh lại cái chức năng sinh lý nó bị rối loạn chẳng hạn, hoặc là tăng quá mức thì chúng ta sẽ hạn chế nó lại, giảm quá mức thì chúng ta kích thích nó lên. Như vậy thì thuốc chúng ta sẽ tác động trên bốn cái đích này. Giờ chúng ta sẽ đi giải thích vào từng cái đích một. Đích thứ nhất đó là đích tác động của thuốc là một receptor. Vậy receptor là cái gì? Chúng ta coi cái chỗ này trước. Receptor là cái gì? Thì receptor là một cái phân tử protein. Các bạn thấy đây là cái màng tế bào. Đây là màng tế bào. Trên màng tế bào này thì chẳng hạn như đây là một cái protein nó nằm xuyên qua màng tế bào. Đối với protein này, khi nó có cái thuốc nó gắn vào cái vị trí gắn tương thích ở trên cái protein này thì nó sẽ hoạt hóa một loạt các cái phản ứng sinh hóa ở trong tế bào. Thì như vậy trong trường hợp này chúng ta gọi cái này là receptor. Như vậy receptor là một cái phân tử protein và nó gắn đặc hiệu, tức là cái vị trí gắn nó đặc hiệu với một số chất nội sinh, chẳng hạn như adrenaline, insulin, steroid, vân vân. Và những cái chất ngoại sinh, những chất ngoại sinh của chúng ta hoặc là những cái thuốc có cấu trúc tương tự như vậy nó cũng có thể gắn kết trên cái receptor. Và như vậy sau khi nó gắn xong thì nó sẽ truyền tín hiệu vào bên trong tế bào và nó cho đáp ứng của tế bào. Như vậy thì đây là một cái cấu trúc chung của receptor. Cái gì các bé nó còn có bao nhiêu phần tất cả? Dạ. Mấy phần? Ba. Ba phần. Phần thứ nhất là cái gì? Ở ngoài. Đó là một cái vị trí gắn ở bên ngoài màng tế bào, đúng không? Vị trí gắn đó là dùng cho phân tử, các phố tử hoặc là những chất nội sinh nó có thể gắn kết với nó. Như vậy thành phần thứ nhất là protein xuyên màng receptor. Thành phần thứ hai là phân tử tương tác đặc hiệu với receptor, tức là thuốc hoặc là các chất nội sinh trong cơ thể. Phần thứ ba là cái gì? Tín hiệu truyền bên trong. Phần thứ ba là cái này, cái chỗ này là cái quan trọng, đó là cái phân tử truyền tín hiệu. Anh chị thấy khi mà thuốc nó gắn vào đây thì phân tử truyền tín hiệu nó cũng sẽ gắn vào cái vị trí. Và khi nó gắn vào thì nó sẽ tạo nên cái đáp ứng tế bào. Thì ở đây chúng ta sẽ ví dụ như chỗ này. Đây là adrenaline, epinephrine tức là adrenaline. Nó được tiết ra trong cơ thể. Khi adrenaline tiết ra trong cơ thể thì nó có thể gắn thêm rất là nhiều loại receptor. Chúng ta có receptor của adrenaline là alpha, beta. Thì trong cái loại receptor này thì chúng ta thấy ở đây nó có một cái receptor gọi là receptor beta. Thuốc nó gắn vào receptor beta thì nó sẽ gắn trên cái receptor này và nó hoạt hóa cái receptor này. Khi nó hoạt hóa thì nó sẽ tương tác với cái phân tử hiệu ứng. Và khi nó tương tác với phân tử hiệu ứng thì phân tử hiệu ứng là một trong các cây này. Nó gồm 3 phần alpha, beta, gamma, cái này chúng ta gọi chung là re protein. Thì khi mà nó tương tác như vậy thì cái re protein này nó sẽ thay đổi cấu hình. Ở đây nó đang gắn với re tt, tức là quan sinh lý của phát, nó sẽ được hoạt hóa đổi re tt. Và cái phần tử alpha này nó đi lên, nó hoạt hóa tiếp theo một cái gì là adenine triphosphate. Từ đó nó làm tăng ATP vòng, tăng ATP vòng thì nó sẽ được lên đắp ung thư tế bào cái hàng lên trên cơ trơn phế quản. Thì nó về giãn cơ trơn phế quản như thế. Như vậy xin hỏi các chị ở đây phân tử hiệu ứng là cái gì vậy? Hả? Phân tử hiệu ứng trong trường hợp này chúng ta sẽ là cái gì vậy? Đây này? Phân tử hiệu ứng chính là re protein. Phân tử hiệu ứng là phân tử re protein và đồng thời phân tử hiệu ứng tiếp theo thứ hai đó là chính là adenine receptor là beta adenine receptor. Thuốc hay là ligand tức là cái chất phố tử đó hoặc là cái chất nội sinh chính là epinephrine. Rồi như vậy thì chúng ta thấy đối với một receptor thì
ta có hình dung như thế này. Receptor nó giống như là cái ổ khóa, còn thuốc của chúng ta là cái chìa khóa. Như vậy thì ở đây chúng ta có rất là nhiều cửa, nhưng mỗi chìa khóa thì chỉ được mở được một cửa mà thôi. Như vậy cái điều đầu tiên đó là tính đặc biệt, đúng không các chị? Tính đặc biệt. Như vậy đầu tiên ha, receptor là gì? Receptor là những cái phân tử ha, những cái protein mà nó có thể gắn đặc biệt với thuốc. Khi thuốc nó gắn vào receptor thì nó sẽ hoạt hóa receptor, và trong trường hợp như vậy thì chúng ta gọi thuốc này đó là một chất dược vật, gọi là agonist. Như vậy thì mình nghĩa lại cái chất dược vật. Chất dược vật là một chất có thể gắn vào một receptor và nó có thể hoạt hóa receptor đó. Thì chất đó chúng ta gọi là chất dược vật. Có nghĩa là nó gắn vào nó sẽ kích thích receptor, sau khi nó kích thích receptor nó sẽ hoạt hóa phân tử bình vẩn để nhau cho đáp ứng tế bào. Ngược lại, giờ chất đối kháng, chất đối kháng là sao? Chất đối kháng nó cũng gắn được vào receptor. Tuy nhiên cái sự khác biệt của nó là nó gắn vào nhưng nó không hoạt hóa được receptor, và những vì nó không hoạt hóa được receptor cho nên nó sẽ ngăn chặn chất chủ vật nó gắn vào. Vậy các chị á, thì chất đối kháng nó gắn vào nó làm gì? Chiếm chỗ. Như chất dược vật. Thì chúng ta thấy có những cái chìa khóa chúng ta gắn vào được cái ổ khóa nhưng chúng ta không có mở được, đúng không? Thì chúng ta như thế này. Như vậy thì chất đối kháng là cái chất mà nó gắn vào được cái sức lên nó không hoạt hóa. Vậy các chị suy nghĩ tại sao chất dược vật chúng ta gắn vào nó hoạt hóa được, nhưng chất đối kháng gắn vào nó không hoạt hóa được? Là vì lý do? Tại vì nó không có kích thích được cái phân tử hiệu ứng này. Nó không kích thích được phân tử hiệu ứng. Chị. Chị. Chắc có bao nhiêu phút giống vào rồi chúng ta, cho nên nó sẽ gắn được vào rồi chúng ta. Rồi sao nữa? Sự khác biệt của chất chủ vật với chất đối kháng, mặc dù nó cùng gắn được trên receptor, nhưng chất đối kháng thì nó không hoạt hóa được phân tử hiệu ứng cho nên nó không cho đáp ứng. Trong phải nó ức chế thì nó không cho đáp ứng, trong phải nó ức chế. Các chị đừng có nghĩ là nó gắn vô nó sẽ làm tác động đáp ngược lại, không phải. Nó chỉ không cho tác động thôi. Thì đó là cái sự khác biệt giữa chất chủ vật và chất đối kháng. Thì cái để giải thích cho cái tác động này thì chúng ta coi cái sơ đồ này. Thuốc ở đây một cái chất chủ vật, đó là một cái agonist, chúng ta ký hiệu là A. Receptor chúng ta ký hiệu là R. Như vậy khi thuốc nó gắn với receptor thì cái sự tương tác này nó có thể cùng nghịch hoặc không cùng nghịch. Tức là nó có thể gắn vào rồi nó phân đi ra thì cùng nghịch, hoặc là nó gắn vào rồi nó gắn chặt trong đó luôn, nó không có phân đi ra nữa. Thì trong trường hợp đó chúng ta gọi là không cùng lệnh. Sau khi thuốc gắn với receptor xong, chúng ta sẽ được phức hợp thuốc receptor. Phức hợp này nó muốn cho đáp ứng tế bào thì nó phải hoạt hóa được cái phân tử hiệu ứng. Phân tử hiệu ứng gọi là effector. Và như vậy thì một cái kết quả chúng ta tạo thành phức hợp là thuốc receptor với phân tử hiệu ứng thì nó mới cho được đáp ứng. Đó là trường hợp của chất dược vật. Chất đối kháng chúng ta gọi là antagonist, gọi là B. B này nó cũng gắn được vào receptor, nó cho ra được cái phân tử phức hợp thuốc và receptor. Nhưng trong trường hợp này nó không có hoạt hóa được phân tử nữa, nên nó không cho. Và như vậy thì chúng ta nhìn ở đây này thì đối với mỗi thuốc thì cái tác động của nó hoàn toàn khác nhau. Thứ nhất là thuốc tương tác với receptor để cho phức hợp này, đây là một cái tạo hai chiều và nó đề thuộc vào hàm số cân bằng K. Như vậy nếu một thuốc, tại sao thuốc này nó có tác động mạnh hơn thuốc bia mặc dù nó không cùng một giống, bởi vì nó có hai lượng cao hơn so với thuốc khác thì nó tương tác với receptor. Và các chị học hóa, các chị đa số ở đây là hóa
tương tác giữa book và receptor là những cái lực này. Lên cái cọ ma kỳ, lên cái hydro, lực tĩnh điện, lực của ba đẹp ba. Đó, à. Như vậy thì chúng ta thấy thuốc là một cái cấu trúc hóa học. Rồi phân tử receptor là protein. Trên protein thì có nhóm gì các chị?
hiệu quả thì như vậy thì chúng ta thấy nếu chúng ta có rất là nhiều thuốc và chúng ta căn cứ trên hàng trăm người này thì sẽ biết thuốc nào tác động mạnh hơn hoặc là yếu hơn, và đó là một trong những cái cơ sở để các chị chọn lựa thuốc trong điều trị để cho đáp ứng đúng như mong muốn. Thì nói chung nguyên cái slide này thì cái tương tác thuốc của receptor nó sẽ để thuộc vào nồng độ của thuốc, nồng độ của số lượng receptor. Cái số lượng thuốc receptor trong thức hợp này có thể tạo được và từ này, từ cái chỗ này nó sẽ cho nên cái cường độ đáp ứng, cường độ đáp ứng khác nhau cho nên cái tác động của thuốc sẽ khác nhau. Và như vậy thì đối với cái trường hợp này thì chúng ta thấy chẳng hạn như thuốc nó phải đạt cái mức nào đó nó mới cho cái ngưỡng khởi phát tác động. Ví dụ như nó muốn diệt được cái con HPV thì nó phải gắn được cái nồng độ thuốc, nó phải xâm nhập được vào tối thiểu 50% cái số tế bào bị nhiễm HPV. Như vậy thì trong trường hợp này thì cái nào phải trên 50%, cái tài liệu nào nó phải trên 50%. Nhóm thứ hai đó là những cái đố khác.
Như vậy thì khi thuốc gắn vào cái receptor và nó là một cái chất dẫn vật thì nó có thể gây đóng mở cái gliom hoặc có enzyme điều tiết cái gliom sao chép ADN vân vân. Đó là đáp ứng của chất dẫn vật. Còn đối với chất thuốc gắn thì nó không có tác động và nó không có và nó sẽ bị lấy ra sinh năng càng tác động chất dẫn vật. Bây giờ cái gì đọc bao giờ học nhóm thuốc gì rồi? Cái chia tay với cái lời thẳng chứng giảm đau từ đất thần kinh bị tê bên đây cái thần kinh trung ương, cái thần kinh trung ương là cái chuyện gì ngủ rồi hả? Giảm đau ngay liền nè, giảm đau ngay liền, ví dụ như morphine morphine nó sẽ gắn liền với receptor, nó cái gì hậu nó dùng receptor nó là gì? Ví dụ như vi chẳng hạn, nó sẽ cho đáp ứng đó là giảm đau, nha. Thì cái cơ chế của nó là nó gây mở tinh kali, đóng tinh canxi, cơ chế sau này các chị học đó, và từ đó đưa đến đáp ứng của tế bào là nó sẽ ức chế những tiền khi tín hiệu đau, từ sự sao cũng không lên não, đó là chất dẫn vật. Trong trường hợp chất tố khác, các chị dùng naloxone, naloxone nó sẽ gắn vào đây, nó sẽ không có gây được tác động giảm đau. Và khi các chị dùng naloxone nó không phải gây tác động ngược lại là nó gây đau, đúng không các chị? Như vậy nó chỉ ngăn chặn thôi. Nếu chúng ta dùng naloxone thì một khi nó sẽ không cắn vào được receptor của nó được. Thì trong trường hợp này các chị thấy naloxone không phải là một cái thuốc mà chúng ta dùng để điều trị, mà chủ yếu chúng ta dùng để giải độc trong trường hợp quá liều một viên thôi. Còn có những cái trường hợp cái chất đối kháng chúng ta nó sẽ gây cái tác động điều kiện mong muốn, chẳng hạn như atropine chẳng hạn, khi học atropine rồi thì nó sẽ ức chế những cái gì atropine là mình nhớ cường giao cảm gì ở phía nam gì hả? Gì
và khi nó gắn vào yếu chủ yếu là liên kết micro thôi thì nó sẽ không liên kết. Tuy nhiên nếu mà tất cả những cái này là liên kết cộng phát điện thì nó sẽ làm gì? Thì nó sẽ gắn chặt. Nó gắn vào nó không thể phân ly ra được những cái gì mà quá liên kết cộng phát điện rất mềm mượt. Giờ trong trường hợp đó thì sao? Trong trường hợp đó giống như chúng ta gắn cái chìa khóa vô qua xong nó mắc cứng đó luôn. Giờ chúng ta làm sao? Cơ thể mình làm cái gì? Vì là mình sinh phải không? Dạ. À, cơ thể mình làm cái gì? Đang sơ gỡ ra liên kết còn có trị xong rồi khi đọc thầy nghĩ là nếu mà nó gắn chặt thì cơ thể mình sẽ có cơ chế tự vệ lại. Vệ bằng cái gì? Là nó gắn chặt là sao? Như bắt bắt thì làm sao? Tự đào thải. Như vậy tế bào nó phải tổng hợp nên protein, nó phải là tổng hợp nên receptor, rõ không? Cho nên có những thuốc hay cái gì dùng thì nó tác động rõ rệt, cái gì có thể giải độc nó được, nhưng quá liều thì là cái gì dùng chất thuốc khác. Nhưng có những thuốc nếu nó tương tác các điều cộng hóa đều thì các gì vô phương giải độc ngoài trừ các cái biện pháp hỗ trợ mà thôi. Thì trong trường hợp đó chúng ta chỉ chờ cho đến khi nào tôi sẽ tổng hợp những các biện pháp mới. Và từ tổng hợp protein thì nó kéo dài sẽ còn bao lâu các chị? Các chị nhân sinh học này. Hello, bắt đầu có tiếng tiều đường xuống à, đến khi tổng hợp được một protein thì khoảng bao lâu? Tùy theo cái loại protein được tổng hợp. Nhanh nhất là bao lâu? À, vài giây. À, vài giây cho đến vài giờ à, cũng không quá 3-4 giờ đâu. Cho nên các chị cũng đừng có ngại quá. Rồi tiếp theo đây là những cái lực mà nó giúp cho thuốc gắn vào receptor. Đây là những yếu tố liên quan, thứ nhất là kích thước và cấu hình của thuốc. Cho nên chúng ta thấy có những cái thuốc anh chị thay thế các thuốc thế nó còn tình quá nó không gắn vào được, các thuốc nó sẽ giảm. Rồi cấu hình của thuốc nó phải tương thích với receptor. Rồi cấu trúc không gian là lệnh hồ phân tử, lệnh van, lệnh van, lệnh liên kết liên cơ và lệnh liên kết cộng phát triển. Và khi từ khi nó gắn như vậy thì nó sẽ cho những cái đáp ứng khác nhau. Thứ nhất đó là một cái đáp ứng tối đa, tức là thuốc gắn vào sẽ cho đáp ứng trong trầm trọng. Thì trong trường hợp thuốc nào mà gắn vào receptor và cho đáp ứng 100% thì chúng ta gọi là một full agonist, tức là một cái chất chủ vật toàn phần. Tuy nhiên có những cái thuốc nó gắn vào nó chỉ gắn được, nó chỉ tạo được cái phức hợp thuốc receptor không bao giờ đạt đến được ngưỡng 100%, nó chỉ cho đáp ứng 50%, 60%, v.v. Thì những trường hợp đó chúng ta gọi là chất chủ vật một phần. Và những thuốc mà nó gắn vào các thứ thì chúng ta gọi là chất chống gắn thôi. Và một số hiếm trường hợp có những cái thuốc nó gắn vào nó cho tác động đảo ngược lại, thì trong trường hợp đó chúng ta gọi cái chất chống này gọi là chất chủ vật đảo ngược. Và để so sánh hiệu quả của các thuốc thì chúng ta có một cái thông số khác gọi là Bmax, tức là B có nghĩa là bài điểm. Bài điểm có nghĩa là liên kết giữa thuốc với receptor. Thì hồi nãy chị kia có hỏi, tôi có nói sơ sơ là chẳng hạn như tên mô này chúng ta dùng cái nồng độ chất chủ vật chúng ta đã biết nó đang 100%. Bây giờ chúng ta dùng một cái chất khác, chúng ta cũng làm như vậy, chúng ta so sánh cái mật độ tổng quan của hai cái này, như cái này nó chỉ bằng 70% của cái chuẩn thôi, như vậy chúng ta chỉ gắn được tối đa là 70% thôi, tức là Bmax của nó chỉ là 70%. Vậy chúng ta sẽ biết là hiệu lực của nó sẽ được bằng 0,7 lần so với thuốc trồng. Rồi thì đây là cái sơ đồ biểu diễn các cái chất chủ vật. Thì chúng ta thấy đây là điều lượng, điều lượng chúng chị không cần biết nó là bao nhiêu, còn cái này là đáp ứng. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu từ cái vị trí đã không, nếu chúng ta tăng dần liều lên, chúng ta sẽ tăng dần nồng độ thuốc lên thì đáp ứng của thuốc bắt đầu tăng dần. Rồi chúng ta tăng cho đến một lúc nào đó thì đáp ứng của thuốc nó sẽ đạt 100%. Nếu chúng ta tăng nữa thì đáp ứng thuốc cũng là 100%. Nó không bao giờ lên được nữa. Thì trong trường hợp này chúng ta gọi cái đáp ứng này là một chất chủ vật toàn phần. Như vậy chất chủ vật toàn phần thì nó sẽ gắn vào hoạt hóa được
sơ và nó cho đáp ứng tối đa, vì đây cái hoạt tính lộ lại của nó là một. Xét chủ phần một phần thì nó do nó gắn nhưng mà nó không thể qua quá được các cái receptor, cho nên cái hoạt tính lộ lại của nó là lớn hơn không, nhưng không bao giờ đạt được cái một. Còn cái chất đối kháng nó cũng gắn vào receptor, nó chỉ tăng nhiều liều tăng như thế nào nó cũng gắn với receptor, nhưng bao giờ nó cho đáp ứng, cho nên hoạt tính bạn thể nó là không. Và trong trường hợp này thì cái chất chủ phần đậm đấy thì nó sẽ cho cái đáp ứng là dưới một, dưới không, sẽ là trừ, tốt năm. Cái này nó ít, rất là ít xảy ra, rất là ít xảy ra. Rồi chúng ta qua những cái loại receptor. Thì đây là cái ví dụ minh họa thôi ha. Ví dụ như cái thuốc của chúng ta là màu xanh và cái số lượng receptor trên một cái mô đích nào đó là màu đỏ. Như vậy nếu thuốc nó gắn cái trên này và nó cho đáp ứng 100% thì chúng ta chỉ đó là cái chủ phần một phần, à toàn phần. Bây giờ ví dụ như đây là cái thuốc của chúng ta là cái chất chủ phần một phần nó màu xanh này. Khi các chị dùng thì nó chỉ gắn được trên đây là ví dụ như tổng lượng receptor là 10, nó chỉ gắn được là 5 receptor. Như vậy nó sẽ đáp ứng ví dụ như trong trường hợp sau cái chủ nó chỉ cho đáp ứng 50% thôi. Thì cái đó không nói làm cái gì. Cái đó chúng ta không nói làm gì hết, bởi vì nếu bây giờ chúng ta có một cái chất chủ phần còn phần, chúng ta dùng chung với một cái chất chủ phần một phần, thì lúc đó vai trò của chất chủ phần một phần nó trở thành cái gì? Chúng ta có 10 receptor, nếu chúng ta dùng bằng phần thì mùi mật tử nó căng vào cho 100%. Bây giờ chúng ta cũng có 10 receptor, chúng ta dùng chất chủ phần một phần, chẳng hạn như đáp ứng giảm đau chẳng hạn, trong trong bây giờ chúng ta dùng một cái chất chủ phần một phần, chẳng hạn như cái chị học morphine rồi, morphine là chất chủ phần một phần, nó làm giảm đau trong trong nhưng bentamoxin nó không làm giảm đau được mạnh như morphine. Ví dụ như anh chỉ gắn được cái 5 receptor thôi, cái còn tính giảm đau nó hơn nửa của morphine mà thôi. Như vậy trong trường hợp chúng ta dùng bentamoxin một mình thì nó vẫn có tác dụng giảm đau, nhưng tác dụng nhưng bây giờ nếu mình chỉ dùng morphine và bentamoxin cùng một lúc thì nó xảy ra vấn đề gì? Quá liều thay thế thuốc không quá liều thì morphine là một cái giảm đau của morphine, thì lúc này chất chủ phần một phần nó đóng vai trò thành chất đối kháng. Cho nên các chị nhớ cái định nghĩa chất chủ phần một phần đó là nếu không có sự hiện diện của chất chủ phần còn phần thì chất chủ phần một phần nó kích thích vì receptor và nó cho đáp ứng trong uống nhưng mà không được trong trong. Nhưng nếu có một cái chất chủ phần còn phần thì lúc này do chất chủ phần phần nó chiếm hết phần nửa receptor rồi, phần còn lại thì có một tiền nhân viên, như vậy đáp ứng của nó không bao giờ đạt được trong trong. Cho nên các chị dùng một pin hoặc là các chị đang dùng beta cho xem thấy nó giảm đau không đủ thì kết hợp thêm một pin nữa, thì lúc đó thì lực giảm đau nó cũng không bằng dùng pin một mình thì đó không. Cái chất chủ chủ phần đảm định thì chất chủ phần đảm định này nó gắn với receptor và thay vì nó hoạt hóa receptor thì nó ức chế receptor và nó cho đáp ứng dưới ngưỡng. Chúng ta thấy cái ngưỡng đó là một không, bây giờ nó đi ngược luôn. Thì trong cái chất chủ phần đảm định này thì chúng ta học thêm hai cái khái niệm, đó là cái receptor cấu trúc và receptor chịu trữ. Receptor cấu trúc là gì? Đó là nó được hoạt hóa khi không có mặt của phân tử. Receptor cấu trúc là receptor mà nó được hoạt hóa thì nó không cần có mặt của phân tử. Chúng ta biết rồi, phân tử là chất chủ phần nó gắn vào receptor đó mới được hoạt hóa. Bây giờ nó không cần cái cơ chỉ vậy, nó chỉ đã được hoạt hóa. Còn receptor điện tử đó là nó không cần gắn với ligand nhưng nó vẫn cho tác động tối đa. Ví dụ như ở trên MODEX chúng ta có 100 receptor nhưng chỉ cần gắn 90 receptor thôi nó đã cho đáp ứng 100% rồi. Như vậy 10 receptor còn lại cần thiết thì dùng 10 receptor đó chúng ta gọi là receptor điện tử. Thì cái receptor điện tử này nó thường nằm ở trên cái cơ xương và nó đáp ứng với các thuốc kích thích co cơ. Thì các chị sẽ qua đây là cái receptor cấu trúc và cái chất chủ phần đó đấy.
thì các chị thấy đây là receptor ở dạng chưa hoàn hóa, đây là phần của thuốc. Thì khi chúng ta thấy thuốc nó gắn vào receptor, thuốc gắn vào receptor, đây là cái gì đây các chị? Phân tử hiệu ứng. Phân tử hiệu ứng. Thì thuốc gắn vào receptor nó là thay đổi cấu trúc receptor và nó sẽ tương tác với phân tử hiệu ứng để cuối cùng nó thành cấu hình như thế này sẽ cho đáp ứng. Tuy nhiên đối với receptor ở dạng cấu trúc thì các chị thấy phân tử hiệu ứng nó là gắn với receptor và nó cho cấu hình y hệt như thế này. Các chị thấy ở đây nó cần nó có cái cấu tử gắn vào, nhưng ở đây nó không cần có cấu tử gắn vào, nó đã sẵn như thế này rồi. Như vậy nó đã kết quả phân tử hiệu ứng. Đây là receptor ở dạng cấu trúc. Nó không cần phải agonist gắn vào để nó thay đổi cấu hình như thế này. Như vậy khi một cái phân tử hiệu ứng này một cái receptor cấu trúc này chúng ta kết hợp với chất chủ vật ổn định thì lúc đó chúng ta thấy chất chủ vật ổn định nó gắn vào đây và nó sẽ phân hợp hoàn toàn receptor. Thì cái này nó rất hiếm xảy ra trong cơ thể, nó chỉ xảy ra đối với một cái số chất chẳng hạn như benzodiazepine hoặc là các cái cannabinoid chẳng hạn. Chất mà tác động lên thần kinh trung ương đó, nó gây những cái tác động không mong muốn, vân vân, thì cái này nó ít xảy ra, còn đa số thuốc này cũng xảy ra theo khi bắt đầu thôi. Receptor dự trữ thì chúng ta nói rồi nha, nó chỉ cần gắn một phần receptor thôi nhưng nó vẫn sẽ đáp ứng 100% thì phút này chúng ta gọi là receptor dự trữ. Đó là chủ vật. Giờ chủ vật chúng ta chỉ có bao nhiêu loại các bạn các chị? Chủ vật toàn phần, chủ vật một phần và chủ vật đảo mình. Tuy nhiên chủ vật đảo mình không có cái thuốc nào ở trên thực tế chúng ta sử dụng nó nằm ở cái dạng này hết. Chúng ta chỉ có chủ vật toàn phần, chủ vật một phần. Bây giờ đối kháng. Đối kháng thì chúng ta có rất là nhiều kiểu đối kháng. Cái kiểu đối kháng thứ nhất đó là đối kháng ở trên receptor, tức là một cái hàm thai. Thì trong cái trường hợp đó thì chúng ta gọi cái đối kháng đó là đối kháng diệu ly. Đối kháng diệu ly vì sao? Bởi vì cái thuốc chúng ta dùng nó gắn cùng receptor với chất chủ vật và từ đó nó không bất hoạt cái receptor, tức là không hoạt hóa receptor. Thì trong cái đối kháng diệu ly này chúng ta có hai loại nhỏ nữa, đó là đối kháng cạnh tranh và đối kháng không tự lệnh. Đối kháng cạnh tranh có nghĩa là gì? Thuốc nó gắn vào receptor. Tuy nhiên nếu nồng độ của chất chủ vật và chất đối kháng nó chênh lệch nhau thì nồng độ nào nó cao hơn sẽ đẩy cái nồng độ, mình đẩy cái thuốc ở cái dạng đối nghịch lại đó, gắn vào receptor. Cái hạn như các chị bị ngộ độc thuốc đằng sau, các chị dùng atropin, nếu atropin các chị dùng liều thấp không giải độc được, các chị tăng liều lên thì nó sẽ đẩy cái phức hợp của phosphor hữu cơ ra khỏi cái muscarinic receptor. Trong trường hợp đó chúng ta gọi là đối kháng cạnh tranh. Và thì thuốc nó gắn vào thì nó giả ra khỏi receptor. Nó gắn vào nó giả ra chúng ta gọi là một lần cạnh tranh, có nghĩa là khi chúng ta tăng nồng độ atropin lên thì nó cái điều lượng giải độc tăng lên. Cái thứ hai là đối kháng không tuần lệch. Đối kháng không tuần lệch chẳng hạn như cái receptor nó gắn rất là chặt, nó gắn bằng liên kết cộng hóa trị vào thuốc, nó gắn vào receptor bằng liên kết cộng hóa trị thì nó không đi được. Chẳng hạn như chúng ta có cái phenoxybenzamin và ethylenediamine. Thì phenoxybenzamine là cái chất đối kháng đối với các receptor của adrenaline, beta alpha và beta. Và như vậy thì nếu chúng ta có tăng liều adrenaline lên thì nó cũng không khôi phục được cái hoạt tính của nó. Chẳng hạn như ví dụ như chúng ta dễ lợi dụng cái phenoxybenzamine nhiều quá, nó phong bế alpha 1 receptor, nó phong bế beta 1 receptor, nó phong bế alpha 1 receptor thì nó nằm trên mạch máu. Cho nên nó sẽ gây giảm máu. Nó phong bế beta 1 receptor nó nằm ở trên tim, nó sẽ ức chế tim. Như vậy nó sẽ gây tổn thương gan. Trong trường hợp này các chị phải dùng chất vận mạch để phục hồi lại gan. Ví dụ các chị dùng adrenaline, noradrenaline, dopamine. Nhưng vì phenoxybenzamine nó gắn chặt vào các receptor alpha beta, cho nên các chị có tăng liều adrenaline, noradrenaline nó không thể đẩy cái thuốc này ra khỏi alpha 1 beta 1 receptor, cho nên cái khả năng phục hồi cái tăng nó sẽ không xảy ra được. Thì trường hợp đó chúng ta gọi là đối kháng không tuần lệch.
lý, đối kháng sinh lý là hai cái receptor hoàn toàn khác nhau. Anh chị nhớ là ở trên này tất cả đều có liên cùng một receptor thôi. Chẳng hạn như cái này là trên trường receptor muscarinic. Còn cái này là trên các receptor alpha hoặc là beta. Còn cái này là hai receptor hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như chúng ta thấy cái levofloxacin, chị học về thuốc giảm đau hạ sốt kháng viêm ở trong cái hai dược rồi đúng không anh chị? Levofloxacin nó có tác động gì anh chị? Levofloxacin là nó được tổng hợp ra từ cái con đường nào? Từ acid arachidonic chúng ta một đường thì nó sẽ tạo thành prostaglandin, một đường nó sẽ tạo thành levofloxacin. Lovofian thì nó giải phóng ra gắn tên LTD, tức là Lovofian Receptor. Nó gắn tên cái này, receptor này nó có cái cơ trên của phế quản, nó sẽ gây co thắt phế quản. Cho nên ví dụ như các chị, một bệnh nhân nhân xỉn mà về bị dị ứng với thuốc NSAID chẳng hạn, thì dùng NSAID vô nó sinh ra nhiều Lovofian quá, nó sẽ gây co thắt phế quản, nó gây co thắt phế quản. Thì lúc đó, chúng ta dùng một cái thuốc khác là Salbutamol. Salbutamol nó sẽ gắn tên beta 2 receptor tên cho cơ thể quản là nó làm giảm cho cơ thể quản. Thì cái đối kháng này chúng ta thấy một bên là nằm trên receptor beta, một bên là nằm trên receptor là LTD. Hai receptor này nó không cùng loại. Thì trường hợp đó chúng ta gọi là đối kháng sinh lý. Và cái ý nữa là đối kháng hóa học. Đối kháng hóa học thì đơn giản là hai chất đối kháng gắn trực tiếp với chất bị đối kháng và nó ngăn chặn chất này cho cái mục tiêu tác động. Chẳng hạn như các chị dùng cái gì uống cái viên sắt với cái gì cái gì với trà cái này có trà cái gì à có trà này như vậy thì cái đối kháng này nó hơi giống tương tác thuốc nè à, thì cái gì học tương tác phần diệu động thì như vậy à. Vậy chúng ta uống chung sắt với trà xanh chẳng hạn thì các cái tamin ở trong trà xanh nó sẽ gây phức với sắt và do ngăn chặn không cho sắt hấp thu vào cơ thể. Hoặc là đơn giản hơn chúng ta có cái nhóm thuốc đó là nhóm antacid, thì họ antacid là gì? Và glucosid, magnesium đó. Như vậy chúng ta thấy cái cơ chế tác động của cái này đó là nó đối kháng hóa học thôi, nó vào trong dịch vị, nó phản ứng với acid chloric, nó làm giảm nồng độ acid chloric và giảm nồng độ acid chloric. Nếu mà nó đưa được pH trên 4 như này, thì nó sẽ làm giảm các cái triệu chứng chẳng hạn như trào ngược, vừa đau thường bị một lần thì những trường hợp đó chúng ta gọi là đối kháng của hóa học. Thì đây là cái hình minh họa để giải thích cho đối kháng diễn biến và đối kháng thành công. Đây là vì sắp tới chúng ta có gì để ý dùng mấy cái màu bởi vì cái màu là cấu hình cái receptor thì nó tác động lại nó phải thay đổi cấu hình. Thì đây là receptor ở dạng tiêu hóa quá, đây là vị trí gắn của thuốc. Đây là vị trí gắn của cái phân tử đuổi. Các chị thấy đó, phân tử dạng cái hoàn toàn nó có hình nó như thế này, nó gắn được phân tử đuổi. Khi thuốc chúng ta gắn vào thì nó sẽ hoạt hóa thì sẽ tơ từ màu đỏ nó hoạt hóa thì đương nhiên là màu xanh và cái cấu hình ở bên trong nó thay đổi để phân tử đuổi nó thể chặt vào đây để sẽ cho đạt hơn. Bây giờ chúng ta dùng một cái chất đối kháng màu xanh này thì nếu mà nó là đối kháng cạnh tranh thì nếu chúng ta thuốc nó đang gắn vào như thế này, chúng ta dùng nồng độ thuốc này nó cao hơn tăng lên dần lên lên thì nó sẽ đẩy cái thuốc ra khỏi màu đỏ này ra và vị trí gắn ra này trong trường hợp này chúng ta gọi là đạt ứng đối kháng thành công. Các chị thấy đây là cái đường màu đỏ. Muốn về giải quyết cái tác động của đường màu đỏ, chúng ta dùng cái đường màu xanh này tăng dần lên lên có đây. Nhà cuối cùng thì từ chỗ có đáp ứng cho đến khi đẹp kẹt lên là không còn đáp ứng vì tất cả các chữ thơ đã bị phong bế bởi các cái màu sắc là an toàn của mình. Cái này là đối kháng không cạnh tranh. Thì đối kháng không cạnh tranh các chị thấy thuốc nó vẫn cắn vào vị trí gắn của nó trên cùng một receptor các chị. Đây là phân tử agonist. Đây là chất đối kháng. Thì trong trường hợp này chất đối kháng nó cắn vào vị trí khác so với vị trí của chất chủ phần. Thì khi nó gắn như vậy, nếu mà bình thường chất chủ phần nó gắn vào của mình á thì nó sẽ cho đáp ứng là 100%, đúng không anh chị? Bây giờ chất đối kháng có vị trí gắn gắn cũng gắn vào đây thì lúc đó đáp ứng của nó không được 100% và nó sẽ chỉ thành đáp ứng một lần. Thì đối kháng này là đối kháng không cạnh tranh.
Còn cái này là đố cái không cố định, tức là cái ví dụ giữa cái oxybenzamin và cái adrenaline. Còn cái này là đố cái hóa học. Và đó là xong cái phần receptor. Bây giờ đến ba phần thứ hai của chúng ta, đó là hơi nhảy vô nhảy tới các chị nhưng mà còn kệ đó ha. Đến phần thứ hai của chúng ta đó là tình yêu. Thì đây là cái tình yêu, thì thuốc của chúng ta nó sẽ nằm trong hai nhóm. Một cái nhóm gọi là những cái thuốc chèn tình yêu, và nhóm thứ hai là những thuốc điều biến tình yêu. Thì đa số chúng ta học là đa số những cái thuốc chèn tình yêu, chẳng hạn như thuốc dạng canh canxi như này, khi học nhóm thuốc dạng canxi rồi thì nó đo như thế này, thì đó là thuốc dạng canh ni ông. Như vậy khi nó dạng canh ni ông thì chúng ta sẽ thấy phân của thuốc nó gắn vào giữa cái canh ni ông và nó không cho cái ion đi vào trong tế bào và tiến ra khỏi tế bào, nó ngăn chặn cái trong canh ni ông và do đó làm thay đổi đáp ứng của một đích. Chẳng hạn như canh canxi, kinh canxi thì nó có bên cơ tim và cơ cơ của mạch máu. Như vậy khi kinh canxi mở ra, ion canxi nó đi vào, nó sẽ gây khử cực tế bào cơ tim, co thắt cơ tim. Khi cơ cơ nó đi vào, nó sẽ hoạt hóa cơ cơ, nó gây co thắt cơ cơ. Bây giờ chúng ta dùng thuốc dạng kinh canxi. Nếu thuốc dạng kinh canxi của chúng ta nó chỉ không bế kinh canxi trên mạch máu thì nó chỉ gây giảm mạch, và chỉ định chính của nó chỉ là điều trị tăng huyết áp. Nếu nó chèn lên cả kinh canxi ở cơ tim thì lúc đó nó sẽ làm giảm cái dẫn truyền ở tim. Trong trường hợp đó thì chèn kinh canxi chúng ta đã có thêm chỉ định gì? Chẳng hạn như bây giờ các chị học nhóm chèn kinh canxi ở tăng lo đi pin với vera tăng lên, chỉ định của nó có hoàn toàn giống nhau và nó là cùng nhỏ nhưng nó khác nhau cái gì chị? Về mất rồi chị. Cái verapamil nó dùng thêm có, nó có chỉ định là bị loạn nhịp trong khi ông đo đi pin không có, bởi vì nó tác động chủ yếu trên kênh canxi tiết L ở mạch máu. Còn cái verapamil với diazem thì nó tác động được kể cả kênh canxi tiết T ở đút xoang, nó chèn được kênh canxi ở trên cái đút xoang và trên các cái tế bào đút xoang, cho nên nó sẽ làm giảm cái tác dụng của đút xoang, cho nên nó có chỉ định trong việc bị nhanh nhịp xoang. Còn ông đo đi pin không có. Cho nên đó là cái ví dụ về chất chèn kinh canxi. Cái thứ hai là chất điều biến. Chất điều biến thì các chị thấy vị trí gắn của nó không phải ở đây, mà nó gắn ở trên một cái nào đó, ở vị trí nào đó ở trên receptor. Nó không có nằm ở giữa, nó không có chèn. Cái này các chị thấy giống như cái cửa này, chúng ta cho cục đá vô chèn ở giữa. Còn cái này là giống như cái cửa lùa đó các chị. Các chị cuốn gắn vào đây thì nó mở độ rộng rồi nè, như cái cửa lùa thôi. Cái chất mà nó tác động như vậy thì chúng ta gọi là chất điều biến kinh ion. Là các chị đã học một cái nhóm thuốc có cơ chế tác động tương tự như vậy rồi, các chị gọi nó thì chúng đó là cái nhóm thuốc này. Và cái kênh đó là cái kênh điều biến. Cái đường đánh vô một phút này, chị tự nhớ lại. Chị. Thầy đang đi vào mặt.
dễ ăn. Cái che bơm của con, cái che bơm của con đó là chúng ta sẽ qua cái cơ chế khác, đó là bơm của con là cái chất vận chuyển, cái tổng chất vận chuyển chúng ta học cái vừa đồng học rồi, vừa đồng học chúng ta có chất vì sinh poster, anti poster, vini poster và bơm, bơm tức là nó nằm trong hệ thống chất vận chuyển. Che bơm của con là tắt lại cái chất vận chuyển, chúng ta cần gì không? Đó là benzodiazepin. Benzodiazepin khi nó gắn vào GABA receptor thì nó sẽ làm mở cái kênh gì các chị? Mở kênh clor. Vậy các chị thấy nó gắn vào và nó điều biến kênh clor. Cái gì làm mở kênh clor là chính? Cái nào? Trong cái đó chất nào chính là chất chủ vận nội sinh ở trong cơ thể, cái nào làm mở kênh clor? Chính là GABA. Benzodiazepine nó gắn vào, nó làm cho GABA nó mạnh hơn mà thôi, nó gây mở cái kênh clo, nó rộng ra hơn mà thôi. Nhưng cái gì? Thì trong trường hợp đó chúng ta chất, chúng ta là chất điều biến cái đi không, nó không phải chằng, cũng không phải chèo, cũng không phải là chất thích. À, nó điều biến cái độ mở, cái độ rộng của cái. Và khi nó mở kênh clo ra nhiều thì nó sẽ gây cái tác động là ức chế thần kinh trung ương. Vì clo đi vào nó sẽ gây quá tiêu cực. À, dẫn đến là ức chế thần kinh trung ương, dẫn đến tác động mê ngủ. Thì cái đi ông thì cái gì dễ hình dung hơn, đơn giản hơn so với cái chúng ta. Rồi cái ý thích tác động thứ ba của chúng ta đó là enzyme. Rồi đây còn không? Này, đây là cái đi ông của chúng ta, đây là GABA. Cái gì thấy đây là GABA receptor. Cái chất nội sinh của chúng ta đó chính là GABA, GABA aminobutyric acid. Chất này nó sẽ được tế bào thần kinh GABA nó tiết ra và nó cố gắng cái GABA receptor để nó gây tác động ức chế. Tác động này nó sẽ điều hòa cái hoạt động của não và không thôi não của chúng ta bị kích thích thôi bởi glutamate hoặc là các chất khác thì cũng không có xong. Cho nên khi GABA nó cố gắng vào, cái gì thấy diazepine nó gắn vào đây, nó gắn vào đây thì nó sẽ làm cho hoạt tính của GABA ở đây cái kinh này nó mạnh hơn. Như vậy nó làm cho độ rộng của cái video này nó mở rộng ra hơn, đường sẽ được lo đi vào trong tế bào của mình. Rồi các chị cũng học một cái chúng ta cũng nói thêm một cái đây là cái con cá nóc, các chị biết rồi cá nóc cái gì? Dạ. Ở cá nóc này thì nó có một cái độc tố rất là độc, nó độc trên thần kinh trung ương đó, đó là tetrodotoxin. Cái chất này nó chơi cái cơ chế tác động của này đó là nó sẽ gây phong cho cái đây là cái kênh natri trên các dây thần kinh. Chúng ta biết là trên các dây thần kinh nó có những cái đoàn mà không có myelin á, đó chúng ta gọi là cái từ gì vậy? Cái trục của thần kinh đó các chị, các chị có thần kinh này có cái đoạn dây bào rồi 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 cả cái dây nhánh sinap tiếp xúc với dây thần kinh đấy. Thì cái dẫn truyền ở trên dây thần kinh nó không phải chạy thẳng một lèo mà nó nhảy như kia thế này, thì cái khoảng giữa mà có những cái chỗ mà nó không được myelin hóa đó, cái chỗ đó chúng ta gọi là cái gì? Nhưng mà anh nhìn vô đây chỗ đó đó là nốt, nó chỉ là gì? Răng kia. Còn cái nốt răng kia đó có rất là nhiều cái tinh natri. Khi ion natri nó đi vào nó mới gây trữ cực, nó mới dẫn truyền được cái tín hiệu thần kinh. Khi các chị dùng cái con cá nóc, các chị ăn đó, từ nó cái protein nó không có phun qua được ruột đâu. Nhưng khi các chị làm vỡ cái gan của nó thì cái cây protein ở trong đó tràn ra rất là nhiều và nó có thể nó phun qua rất là nhanh. Nó vào trong thần kinh nó sẽ phong bế cái natri này, nó làm ức chế dẫn truyền thần kinh trung ương dẫn đến tử vong. Tử vong với nhiều thứ lắm, như thần kinh trung ương nó điều khiển trung tâm hô hấp, điều khiển trung khu và đầu đủ thứ đó. Thì đây là cái chị thấy đây là cơ chế tác động của tetrodotoxin. Còn lidocaine thì các chị cũng học thuốc tê rồi, thuốc tê thì nó là khác. Lidocaine nó cũng là cái chất chèn kinh natri. Nhưng các chị thấy một cái đó là tetrodotoxin á thì nó chèn ở phía ngoài, còn cái thuốc tê của chúng ta đó đi đâu đây, nó muốn chèn được cái natri nó phải đi qua màng tế bào. Đi đâu đây này nè các chị, nó phải đi qua màng tế bào, nó vào trong này
nó vì ở vị trí gắn ở đây. Như vậy hai cái này nó cũng chèn nhưng tác động khác nhau. Như vậy thì các chị thấy tetrodotoxin so với cái lidocaine thì độc tính của nó cao hơn, nó thấp hơn. Cao hơn bởi vì nó đâu cần phải vượt qua mạng tế bào đâu, nó chỉ bên ngoài nó chèn được hết rồi. Độc tính cao hơn. Còn lidocaine nó phải xuyên qua mạng tế bào. Cho nên lidocaine chúng ta dùng và chúng ta thấy cái lượng an toàn nó lớn là chúng ta không biết là mình ở mức độ gây tê đâu, chứ không phải là gây mất dưỡng quyền hoàn toàn của hệ thống thần kinh. Và các chị nếu mà học về hóa học đó thì cái lidocaine này tại sao nó phải xuyên qua được mạng tế bào? Cái lidocaine bảo chế là ở dạng gì các chị? Dạng ion hóa là dạng không ion hóa. Em ghi nhớ nó có một cái cùng một cái đầu phân nước, đầu tiện. Lidocaine là thuốc tê gây tê ha, nó gây tê bề mặt cũng tốt, dẫn truyền cũng tốt, gây tê xuyên thân cũng tốt, ngoài mặt cũng tốt, đó là cái thuốc tê đa năng nhất và chúng ta dùng nhiều nhất. Như vậy cái gì dùng dung dịch lidocaine đó là dạng ion hóa là không ion hóa? Ion hóa thì có xuyên qua được mạng tế bào không? Không. Như vậy khi các chị dùng lidocaine nó vào đến mạng tế bào thì qua cái pH của môi trường tế bào nó sẽ chuyển thành dạng không ion hóa. Không ion hóa đó nó mới vào được trong mạng tế bào. Vào được trong mạng tế bào nó gặp môi trường axit của dịch nội bào, nó trở nên thành ion hóa. Ion hóa cho nên nó mới có điện tích, nó mới gắn được vào môi trường sắt. Các chị lúc đó các chị thấy cái cơ chế nó phức tạp hơn nhiều so với rồi. Đó là cái kênh ion. Rồi chúng ta qua một cái tích tiếp theo, đó là đích tác động của thuốc, đó là enzyme. Enzyme thì chúng ta, thuốc của chúng ta nó sẽ nằm trong ba nhóm. Thứ nhất là nhóm các cái chất ức chế enzyme, cái thứ hai là nhóm những cơ chất xa, và cái thứ ba là những cái tiền dược. Tiền dược thì các chị học các thuốc chèn người ta chưa? Hoặc là cái gì về chuẩn bị cái gì chúng ta dùng được là cái chất ức chế enzyme này. Các chị thử ví dụ một cái thuốc mà điều trị mà nó ức chế một enzyme ở trong cơ thể, ví dụ như thuốc gì ức chế men kiểm, thuốc ức chế men kiểm, ức chế men kiểm angio tensin 1 và angio tensin 2 là một nhóm, một cái enzyme nội sinh trong cơ thể ức chế, hoặc là nhóm statin. Statin là nhóm thì chị bệnh viện cái gì? Cholesterol chế HMG-CoA thì đó, ví dụ là cái gì? Hai là cơ chất xa. Cơ chất xa ví dụ như cái gì? Ví dụ như cái thằng cũng là về đi cơ chất xa tức là cái enzyme trong cơ thể mình là enzyme đúng. Chúng ta dùng cái cơ chất nó không giống cái chất hồi sinh để nó xuất phát ở enzyme để thành cái chất khác. Mình dùng một cơ chất sai qua cái enzyme đúng, nó tạo thành một cái chất ngộ sinh sai. Chất ngộ sinh sai này nó sẽ không có hoạt tính. Ví dụ như thuốc gì? Metin, dopa. Bình thường dopa chúng ta, dopa anh chị gắn tên nhóm amin nó sẽ tạo dopamine, đúng không anh chị? Dopamine là chất ngộ sinh trong cơ thể. Đó. Và như vậy nó sẽ có hoạt tính. Bây giờ chúng ta dùng metin dopa, tức là chúng ta gắn thêm cái nhóm metin vào phân tử dopa thì nó sẽ chuyển thành metin dopamine. Metin dopamine nó sẽ chuyển thành metin adrenaline, noradrenaline. Và chúng ta thấy hồi nãy chúng ta có cái ví dụ về mặt cấu thành tương tác thuốc đó, thì giống giống như chúng ta có cái adrenaline thì nó có hai nhóm OH, cái nhóm amin thì nó tương tác với receptor. Bây giờ chúng ta thêm nhóm metin nữa, nó làm cả cái không gian học nó không gắn được vào receptor, như vậy nó sẽ làm mất hoặc tính của giao cảm. Cho nên metin dopa chúng ta dùng để điều trị bệnh gì các chị? Parkinson, tăng huyết áp, tăng huyết áp, Parkinson là từ L dopa cái gì chuyển thành dopamine trong não và khác. Trời ơi. Đây tiền dược là Parkinson đó. Chúng ta trong não chúng ta có dopamine, nó có trong não và trong ngoài biên. Tuy nhiên nếu các chị tiêm dopamine từ ngoài biên thì nó chỉ tác động đến các dopamine receptor và cái alpha beta receptor ngoài biên nó không vào được não. Bởi vì sao các chị? Không có qua được thành não. Không qua được thành não.
Như vậy nếu có gì bị bệnh Parkinson sẽ là nó bị tổn thương cái thể phân, nó làm cho cái nồng độ dopamine là ở cái thể phân nó giảm xuống. Như vậy các chị có thể dùng dopamine, các chị truyền vào trong tĩnh mạch cho nó sẽ còn nào thì các chị phải dùng L-DOPA thì nó ai lipid cho nên nó vào được não. Khi vào được não dưới tác động của enzyme nó chuyển thành dopamine, như vậy nó có hoạt động được. Thì đó là cái ví dụ về tiền dược. Như vậy là L-DOPA là tiền dược. Rồi cái nguyên nhân tác động cuối cùng của chúng ta là cái chất vận chuyển. Chất vận chuyển thì chúng ta thấy bình thường chất vận chuyển nó sẽ giúp vận chuyển một cái chất đang đi qua đi lại mạc tế bào. Bây giờ chúng ta dùng những cái thuốc ức chế các chất vận chuyển này thì nó sẽ hạn chế cái chất vận chuyển này, và như vậy nó sẽ có tác động điều kiện như thế nào. Và chúng ta dùng cái cơ chất sai thì nó dẫn đến tích tụ chất sai, cái này sẽ ra cái hiện tượng mà do là cái thuốc cầu, nhưng mà cái chính là đây cái ví dụ như cái gì cũng vậy. Trong phần dùng đồng học chúng ta có ví dụ đó, chẳng hạn như natri cộng, kali cộng và clo đường nó được vận chuyển ở quai hành lê để nó tái hấp thu vào trong cơ thể. Cái gì lọc qua bộ phận xong các ion nó sẽ được tái hấp thu, thì những cái ion natri, kali, clo đường nó sẽ qua ở quai hành lê, nó có một cái chất vận chuyển chúng ta gọi là natri cộng, kali cộng, hai clo đường sinporter, nó đồng vận chuyển các ion này vào trong lại trong cơ thể. Giờ các chị dùng cái gì thì nó sẽ được tiếp như này, nó sẽ dẫn đến tác động gì trong nhiều trường hợp cũng có giải thích thế này. Đó là các chị dùng thuốc lợi kiểu quay furosemide như thế này, thì furosemide nó sẽ ức chế cái chất vận chuyển natri kali clo, cho nên nó sẽ làm cho các ion này không được tái hấp thu, nó ở lại trong ống thần. Ở lại trong ống thần thì nó sẽ tăng cái áp suất tổng thấu lên, kéo nước vào nó hiệu lên tác động lợi tiểu. Như vậy furosemide của chúng ta là thuốc lợi tiểu tác động bằng cách là các cơ chế là ức chế một cái đồng vận chuyển. Đó là xong các cái gì nhỉ? Đầu tiên.